Mà quên hỏi anh Quang câu hai câu ơi. Anh Quang là có quen chị Tiên phải không? Tiên chị gãy. Tiên. Không, chị Tiên là cây ra trường của Võ Đoản cây rồi. Tốt nghiệp rồi năm trước rồi. Cũng làm bệnh viện cho gãy luôn biết mà đông nó không biết sao sao thầy có tình báo hay vậy thầy? Trời ơi ổng đồn ca sĩ Phi Nhung chết có biết đâu, đồn sống chứ không phải đồn chết cứ vậy không. Rồi hồi sáng câu 18 là mọi người hiểu không? Chiều câu 18 được không? Không. Được thầy ơi, nhớ sinh nhật của thầy là được à? Nhớ sinh nhật thầy được rồi. Sinh nhật đâu sinh nhật? Rồi. Điều thầy nói sinh nhật thầy mà. Thôi nói gì cho dễ nhớ chứ không biết sinh nhật đâu. Cái ngày nào cũng có đi nhậu được đi chứ có sinh nhật. Rồi chia ngẫu nhiên 9 hộp sữa và 6 hộp kém, có nghĩa là đầu tiên là mình nhận định là có 3 hộp tốt nè và 6 hộp xấu là được không nè. Chia ngẫu nhiên 9 hộp sữa trong đó có 3 hộp kém là có là 3 7 rồi là 3 hộp kém nè à 6 hộp tốt được không, nhưng mà nó chia thành 3 phần bằng nhau là 9 hộp mà chia thành 3 phần là mỗi phần 3 hộp, mà nó quy định là có một hộp kém là có nghĩa là cái ba hộp này là bắt buộc là chia theo tỷ lệ 1 thì còn lại là chia theo tỷ lệ 2 được không? Vậy có nghĩa là ở trên này là C3 của 1 nè. Rồi tính C2 của 1 nè. Rồi tới C1 của 1 nè. C6 của 2. Rồi tới C mấy? C4 của 2. Rồi tới C2 của 2. Được chưa? Rồi. Vậy mọi người nhìn nè. Vậy là đầu tiên là C6 của 2. Mình sẽ nhân cho C3 của 1. Vậy cái mẫu của mình là nhiêu? 6 cộng 3 là 9 được không? 2 cộng 1 là 3 được không? Mình sẽ nhân cái lượng thứ hai là C2 của 1 nhân C4 của 2. C2 của 1 nhân cho C4 của 2 chia cho C6 của 3 được không mọi người? Còn cái khúc cuối là C22 nhân C11 chia C33 lại ra 1 rồi. Thì mình tính cái này nó ra 0,232414 được không mọi người ơi? Có đi chính quy vô chưa? Dạ được thầy ơi. Câu này thấy khó khăn mà tính lâu thì học thuộc đi. Rồi. Rồi được chưa? Rồi được chưa? Cho sút đấy. Đâu rồi thầy ơi, em chưa ghi xong. Hai câu này là nó không đổi đề đâu đúng thầy. Không. Không đổi được. Thầy chụp nguyên cái hình thầy đưa qua nè. Đâu rồi? Trên 22 đó thầy, nhóm xác suất 22 đó thầy. Rồi. Thật ra ngày xưa lúc mà luyện thi đó là luyện thi dữ lắm đó. Ai hết thời, tuyển sinh hết thời.
mấy người bên vừa khẩu giang ngày xưa lệ thì dạy đông lắm luôn, đông quân đông luôn. Nguyên toàn Việt Nam là luôn đông lắm luôn. Rồi, tới câu 20 nghe. Câu 20 nghe, thầy nói cái mẹo cho mọi người, cứ yên tâm. Thầy nói đơn giản nhất thôi, dễ hiểu lắm, không có gì chứ. Nè, cái câu 20 nó nói nè, cái dạng này giống như cái dạng này gọi là trong một kỳ thi mà nó có 4 câu mà nó sẽ ra 3 câu trong 4 câu này. Nó nói là trong một kỳ thi mỗi sinh viên phải thi 2 môn. Có nghĩa là sinh viên thứ nhất á, thi đạt môn thứ nhất là 0,8. Thì môn thứ hai là 0,6. Đó, thầy đang làm cái kiểu tự luận cho hồi xíu thì chuyển cái mẹo. Thì môn thứ hai là 0,6. Nếu không đạt môn thứ nhất thì môn thứ hai là 0,3. Nếu không đạt môn thứ nhất nè thì môn thứ hai là 0,3. Tới đây mọi người hiểu không? Được không? Okay, thầy. Rồi, bây giờ thầy có một cái công thức như sau. Nó hỏi là xác suất sinh viên đạt môn thứ hai, có nghĩa là khi mà hai biến cố xảy ra là hồi đầu buổi chiều bữa trước thì có nói là mình sẽ ghi A1, A2 4 lần. Thầy giảng hơi từ từ đúng không? Viết bằng con chuột nên nó hơi chậm nha, mọi người thông cảm. Có nghĩa là bây giờ thầy gạch này, có nghĩa là đầu tiên là B0 nè, B1 là chỉ một nè, cả hai nè ha. Nó hỏi đạt môn thứ hai là mình thấy là cái thành phần nào mà chứa A2 là cái thành phần này nè. Được không? Thì có nghĩa là mình phải thế số vô cái công thức của mà thầy vừa phanh nè. Nên là cái công thức của thầy là A1 ngang A2 cộng A1 A2 đó, là mình gắn số vô. Thì chỗ nào mà có A1 ngang á, A1 là bằng 0,8 thì A1 ngang là nhiêu? Là 0,2 được không? Vậy thì gắn số vô là ngay chỗ này là cái gì? Là 0,2. Sẽ nhân với A2 là nhiêu? Là 0,3 được không? Cộng với A1 nhân A2 là 0,8 nhân 0,6 được không? Là bằng 0,54. Thầy giải thích về là tại sao mà có nghĩa là cái dòng 1 thì đi với dòng 1, dòng 2 thì đi với dòng 2. Là cái này là cái cách làm tự luận. Còn cái cách làm mẹo là làm sao? Nè, thấy dòng mà đạt môn thứ hai á thì cái mẹo là làm sao? Cái này để cho anh Quang ổng học đi, thầy dạy cho cái mẹo khác. Cái mẹo như thế nào? Đầu tiên là mình liệt kê ra ba con số. Là cái đề bài nó có là có con số nào? 0,8 đúng không? Rồi 0,6 đúng không? Rồi 0,3 đúng không? Thì mình suy ra cái con số cuối. Suy ra con số đầu chứ. À, mình suy ra con số đầu. U của 0,8 là 0,2 được không? Sau đó mình áp dụng là lớn nhân lớn, số lớn nhân số lớn, rồi cộng nhỏ nhân nhỏ. Rồi, được không mọi người? Alo, kịp không mọi người ơi? Rồi xong. Được không mọi người? Được thôi. Có nghĩa là nữa mình đi thi là nó đổi số như thế nào? Nó đổi cái con số 0,8 này là thành 0,99, 0,95, 0,90 gì đó. Là con số đầu tiên này nó đổi. Thầy kiếm một cái đề nào mà y chang gì cho em coi, đạt môn thứ hai. Cái trang của thầy đang làm là cái trang 51, chút xíu thầy quay lại ha. Đạt môn thứ hai.
Không biết nó trốn ở đâu rồi. Buồn ghê nó, kiếm không ra. Câu 23. Alo. Câu 23 mọi người bấm thử rồi. Câu 23 bấm nhanh là anh tính sao anh Quang? Nếu mình nhìn vô cái đề em bấm sao? Alo. Như thay đổi người rồi, bạn thấy Ngọc Dũng đâu? Có thầy ơi. Rồi bấm sao? 0.95 số lớn nhân số lớn nhân với 0.6 đúng rồi, cộng 0.3 nhân với 0.05. Rồi ai không biết liên hệ Dũng nha. Rồi bấm thử rồi ra đúng không? Đúng rồi thầy. Ghê, chuyên nghiệp ghê. Là mình lại phải luyện cái tốc độ cao, là mình nhìn vô là mình biết cái dòng cuối cùng đạt môn thứ hai, là mình nhớ kỹ cái dòng đạt môn thứ hai nghe. Để mình nhầm là mình tiêu á. Tại cái đề câu 21, câu 22, câu 23, 24 là nó giống y hệt nhau, 25 là giống y hệt nhau. Rồi cái dạng này là mình nhớ cái dạng này, em ghi cái dạng là trong một kỳ thi chấm 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 chấm. Rồi vậy thì thầy giải quyết cái câu 20 rồi cho em rồi hen. Câu 21, thấy chữ xác suất đạt ít nhất một môn là đáp án lớn nhất. Cái mẹo là đáp án lớn nhất, thấy ít nhất một là đáp án lớn nhất, cứ nhớ vậy đi. Còn giải quyết lần sau thì giải thích như vậy. Cái đề này nữa nó sửa lại, nó bỏ cái 0.3 luôn. Đó, cái đề nó bỏ gì luôn. Đề nó gì nè? Thầy nói gì để cho mọi người tưởng tượng cho nó dễ. Đây. Đó, có nghĩa là ví dụ như khi gặp ít nhất, nhiều nhất, nhiều hơn, không quá, là có nghĩa là mình hiểu là đang là B0 cộng B1 nè. Thi hai môn là B2 nè, bằng 1, tổng xác suất là bằng 1, 100% á. Nó hỏi ít nhất 1 là từ 1 trở lên, nó hỏi nguyên dùng này bằng nhiêu. Thì có nghĩa là suy ra là 1 trừ B0 đúng không? Ít nhất 1 là 1 trừ B0. Mà 1 trừ B0 chính là 1 trừ A1 ngang, A2 ngang. Là tương đương với cái mục tiêu bị trúng đạn á. Rồi, là 1 đó, mà A1 ngang là A1 thì 0.8, thì A1 ngang của nó chính là là 0.2 đúng không? Rồi A2 là 0.3 thì A2 ngang nó là 0.7 được không? Thì ra kết quả là 0.86 được không mọi người ơi? Alo. Cái dòng cuối này nó khác dòng cuối, còn chữ đầu nó y hệt nhau. Phân biệt. Đi thi là gặp mấy câu này là mình bị cấn não giữa cái cách làm câu này với câu kia. Là thầy đang giải quyết cái câu 22 cho em đó. Câu 22 với câu 21 là cái bài làm nó giống hệt nhau, không có khác. Câu 24. Câu 24. Trong một kỳ thi, mỗi thiên nhiên thi hai môn, biết rằng thi đạt một môn. Biết là có nghĩa là phải chia mẫu. Dịch tiếng Việt là phải chia mẫu. Không gian mẫu xảy ra cùng với cái biến cố A1 và biến cố A2 là mình chia mẫu. Coi chữ biết nè. Nó nói nè, biết rằng sinh viên A thi đạt một môn. Là có khi đạt một môn là đạt chỉ một á, chỉ một là thầy ghi A1, A2 ra hai lần. Thầy mới gạch này, gạch kia. Đó. Nhưng mà nó nói xác suất đạt môn thứ hai. Đạt môn thứ hai là thầy lấy cái cụm A2 thì đưa lên tử. Đạt môn thứ hai là có nghĩa là lấy cái cụm này đưa lên tử. Đó.
Rồi, nhiệm vụ của mình là mình phải thế số vô. Bây giờ thầy dịch tiếng Việt cái chỗ này, cái đề bài của mình là nó cho là con A1 là bằng nhiêu? Là 0,95 đúng không? Và con A2 là nhiêu? Cái con A1 là 0,95 á, thì suy ra cái con A2 là bằng 0,6, là cái đề bài tóm tắt y chang lại luôn, không khác gì hết trơn á. Rồi, cái con A1 ngang là bằng nhiêu đó? Thì cái con A2 ngang của mình đó là bằng 0,3. Đó. Nè, thấy không? Bây giờ mình mới có nghĩa là A1 là 0,95 thì A1 ngang là nhiêu? Là 0,05 đúng không? Rồi bây giờ thế số vô nè. Cái có dòng nào thì đi số dòng đó. Bây giờ thì thế với mẫu trước. A1 ngang là thầy gắn 0,05. Mà nhân cho A2 thì cái 0,05 nó phải đi chung với cái lần 0,3 không? Chứ mình không có gắn cái 0,6 vô nha. Cộng cho A1 là 0,95. Cộng cho A1 là 0,95 thì A2 của nó là nhiêu? Bạn Dũng ơi, A2 là nhiêu bạn Dũng ơi? Nếu A1 là 0,95 thì A2 là nhiêu? 0,6 rồi. Đúng rồi, 0,6 gì? A2 ngang là nhiêu? A2 ngang 0,4. Đúng. Rồi, chúc mừng. Rồi vậy thầy đưa cái khúc đầu này lên tinh tử rồi thầy chia là ra kết quả. Cái câu này là hơi bị khó nghe. Mình cắn não là mình sai rồi tiêu. Rồi, cắn số vô xong. Cái bài này là không có mẹo, câu 24 là biết rằng sinh viên thi đạt một môn là không có mẹo, là phải đáp cái công thức của thầy y chang vậy mới làm được. Không có mẹo. Rồi bấm thử ra nó bán A không? Nó đổi thành 0,9, 0,95, 92, 99, 93, 91 gì đó, tùm lum hết trơn, là nó đổi cái số này nè. Chắc ăn. Thầy đóng khuôn lại luôn đó. Này như là như mọi người không có năng lượng hay sao ta? Câu 25 xác suất đạt cả hai môn là lấy hai số nhân nhau. 0,95 nhân 0,6 xong là có nghĩa là A1 nhân A2 á. Sẽ tắt mic. Alo mọi người, được chưa mọi người ơi? Dạ được thầy ơi. C-
cái này là nó có bốn câu, mà một câu là ít nhất một câu đạt môn thứ hai, còn một câu là có chữ biết, rồi còn một câu đạt cả hai môn thì lấy hai số nhân nhau thì quá dễ. Cái câu ít nhất là đáp án lớn nhất, còn cái câu đạt cả hai môn là hai số nhân nhau. Mình chỉ có cắn não cái câu mà đạt môn thứ hai với câu mà biết đạt môn thứ hai. Cái câu đạt môn thứ hai là liệt kê ba số nè, còn cái câu biết đạt môn thứ hai là phải chia mẫu nè. Là nói chung tóm gọn lại cái dạng này là câu 23 và 24 là cắn não coi chừng lầm cách làm giữa hai câu này. Kịp chưa? Đó. Rồi vậy mọi người khái quát được cái là bốn câu này không? Nó sẽ ra hai câu hoặc ba câu trong đây. Có cần cho tôi thử không? Đâu thầy kiếm đây có không? Nè nè nè. Đấy, câu 7, thấy chưa? Rồi câu 7. Thầy bắt một bạn Thanh Thi đâu rồi? Có em thầy. Câu 7 làm thử thầy coi tại sao ra đáp án B. Nhanh rồi thầy qua câu khác. Lấy số gì, bấm phân số rồi số gì thế vô trong công thức của thầy. Lớn nhân lớn cộng nhỏ nhân nhỏ. Sai, có chữ biết mà là chia mẫu á. Nè công thức kế bên nè. Chủ yếu thế số vô. Rồi, bấm phân số dưới nè. A2. Bấm dưới chữ đây rồi, A1 ngang nhiêu? A1 ngang là 0,05. Đâu, 0,05. Nhớ ngày xưa nè. Nè, A1 ngang nhiêu? 0,2. 0,2 này. Rồi. Cho A2 là nhân cho 0,6. Đâu, hàng dưới thì đi với hàng dưới. A1 là 0,2 thì A2 phải nhiêu? Đây nè, hàng dưới đi hàng dưới, hàng trên đi hàng trên. 0,3. Rồi dấu cộng tới gì nữa? Nó có hai cái A2 mình đừng có làm lẫn. Coi như cái A1 ngang là 0,2. Hàng dưới thì phải đi si với hàng dưới, nên cái số A2 phải là hàng dưới. Sao thầy không lấy cái A2 thành cái hàng dưới ký hiệu bằng ký tự khác không được hả thầy? Không, tại nó môn thứ hai nữa thì mọi người gắn cái A2 phẩy giùm thầy đi. Thôi cái A2 phẩy đi cho dễ. Đúng rồi thầy, A2 phẩy cho dễ nữa lộn. Miễn sao mà đừng nhầm rồi. Rồi cộng cái gì? Đâu thầy đi đâu rồi? Cộng cho A1 là 0,8 nè, thầy tóm gọn đây nè. Nhân mấy? Nhân cho thầy A2 ngang nhiêu? A2 ngang là 0,4. Đúng rồi. Lúc nào A2 cũng ngang cũng 0,4 chứ. Rồi lấy hai cái số đầu này đưa lên tập tử là 0,2 nhân 0,3. Nó đổi số đó, đổi dấu vị đó, thấy không? 0,157 0,157 nè. Thấy chưa? Dạ. Đó mình phải làm thường xuyên. Nếu chứ không là vô trận là gặp cái câu này là mình cẩn thận là không kịp giờ đâu. Em nói thiệt lắm đó. Rồi. Vậy thì quay lại mùa xuân. Cái dạng mà câu 26 á là đi thi không có đổi số, thuộc lòng cũng được nữa. Cái sảnh 6-8 nhớ không? Rồi nhưng mà thì dịch tiếng Việt. Câu này đi thi không có đổi. Nhưng mà giải nó hơi khó, khó khăn chút xíu. Có nghĩa là đầu tiên á thầy phải gọi. Đầu tiên á là như vậy nè, nó nói là cái xác suất sinh gọi cái A1 á, đầu tiên thầy đặt cái thằng A1 đó là cái ít, được không? Thì suy ra cái A1 ngang của mình á, suy ra cái A1 ngang của mình là 1 chữ ít, được không? Thì cái chỗ này nó cho thằng A2 á, nó cho thằng A2 thì bằng 0 phẩy mấy,
0,6 thì suy ra cái thằng A2 ngang của mình đó là bằng 0,4 được không? Rồi được chưa mọi người? Thì ở đây nó nói nè, nó nói là xác suất có một sinh viên thi đạt là 0,46, có nghĩa là xác suất có một sinh viên thi đạt là đầu tiên là cái dòng này nè, một sinh chỉ một sinh viên chỉ một là thầy ghi A1 A2 ra hai lần, thầy gạch này gạch kia, thầy gắn số vô chỗ nào A1 ngang á, chỗ nào A ngạc một ngang thì thầy gắn là 1 chữ x, A2 là thầy gắn 0,6. Nhân gạch chỗ A2 em đúng chứ hả thầy? A1 gạch A2 gạch. À thầy gạch nhầm rồi phải không? Rồi bên đây thầy gạch gạch này gạch kia thầy nhìn là qua mắt rồi. Cộng cho A1 là nhiêu? Cộng A1 là x nhân 0,4. Là có nghĩa là nhân chéo á, nói chung cái cụm này rồi cụm này nhân cụm này đó. Rồi thì nó bằng là 0,46. Thầy giải cái hệ phương trình này nè. Thì nó ra A1 là 0,7. Mày giải cho coi. Đó. 1 trừ x nhân 0,6 cộng cho alpha 1, x nhân 0,4 alpha con bằng 0,46 thì shift can bằng đó ra x là 0,7 này thấy không? Là phải giải bất định thức này dành cho mấy đứa chính quy. Cái con x là 0,7 là chính là cái con A1 á. Rồi nó nói là tính xác suất sinh viên thứ nhất thi đạt, biết rằng có một sinh viên thi đạt. Biết nè, biết có một sinh viên thi đạt là có nghĩa là nguyên cái cụm này nè. Nguyên cái cụm này là bằng 0,46 nè. Nên là cái cụm ở dưới mẫu là thầy thay bằng 0,46 luôn. Còn ở đây nó nói nè, tính xác suất để sinh viên thứ nhất thi đạt, sinh viên thứ nhất là cái cụm mà chứa A1 nè. Là có nghĩa là ở trên này nó sẽ là A1 nhân cho A2 ngang á. Rồi, vậy thì có nghĩa ngay chỗ này là thầy bấm phân số nè, A1 là thầy giải hệ ra được 0,7 nè, còn A2 ngang là nhiêu? A2 là 0,6 thì A2 ngang là 0,4. Đó, thì nó mới ra kết quả là 0,60. Câu 087 được không mọi người ơi? Câu này hơi khó khăn quá không? Câu này dễ nhớ mà thầy, nhớ đáp án được rồi. Thầy nhớ đáp án đi thầy. Rồi rồi, câu này thầy thấy 10 năm rồi mà chưa có đổi lần nào. Ủa 0,7 đâu ra thầy? Dễ hệ. À rồi. Dễ hệ này nè. Dễ hệ phương trình. Năm nay lỡ nó có đủ không thầy? Thầy ơi, thầy bấm lại dùm cái hệ đó em coi với thầy. Nếu dạ, nếu đổi thì liên hệ thầy giải cho. Liên hệ anh Quang cũng được nữa. Dấu bằng này nè là bấm alpha can. Thì phải không? 0,46 mình muốn ra kết quả là mình bấm 3 nút shift can bằng đợi 3 hàng, cái hàng giữa này này nó là cái nghiệm ấy. Rồi được chưa? Đáp án có 0,7 rồi nghe. Phanh vô cái này là đi luôn nghe. Rồi được chưa? Thầy thấy đặc điểm cái form đề là lúc nào nó cũng ra đáp án lớn nhì chứ. Đáp án lớn nhì. Rồi câu 27, 28, 29, 30, 31, 27, 28, 29 là thuộc đi. Coi như tạm thời cho thầy thiếu nói thuộc đi rồi có gì thầy giải sau. Thầy thi không có đổi số. 30 luôn. Được không mọi người? Thầy rút gọn nhanh. Ok. Rồi 31 là dễ ăn nhất luôn mà đi thi có. Dễ ẹt luôn đó.
Nè, bây giờ có nghĩa là bây giờ một một hộp có 25 viên thuốc A, có hai phần tử. Đầu tiên mình bấm phân số trước nè, rồi mình ghi đầu tiên là mình ghi C25 trước, rồi nhân cho C11 trước, thì nó nói là chọn hai viên A thì gắn số 2 vô, ở đây nó nói chọn hai viên B thì gắn số 2 vô, rồi ở trên 2 cộng 2 thì cái không gian mẫu là 4, 25 mà cộng 11 thì 36. Rồi nè, bấm máy sao bấm phân số nè, 25 shift chia 2 nhân 11 shift chia 2, bấm xuống 36 shift chia 4 bằng 0,202801. Đây câu D, chịu chưa mọi người ơi? Sao câu này thì quên là nó bắn ta. Rồi được chưa mọi người ơi? Rồi, vậy thầy nói thêm cái chỗ này. Thầy thấy cái số 2 đầu tiên thì thầy gọi cái này là B2 được không? Nếu thầy thấy số 1 đầu tiên thì thầy gọi B1. Nếu thầy thấy số 0 đầu tiên thì thầy gọi B0. Nếu thầy thấy số 4 đầu tiên thì gọi B4 mọi người được không mọi người ơi? Rồi, vậy thầy nâng cao lên nhẹ nhẹ chút xíu nha. Câu 32. Câu 32 mọi người ơi. Thanh Thi đâu rồi? Dạ có em. Ủa? Thầy quên. Thầy hỏi câu 33 cho Thanh Thi chứ câu này vui lắm. Câu 33 trước Thanh Thi ơi. Dạ thầy. Rồi, câu 33, Thanh Thi dành cho Thanh Thi. Dạ xin chào. C25. 25C. 25C nhân với lại 25C mấy? 25C3. Đúng. Nhân mấy? Nhân cho 12C1. Rồi chia cho nhiêu? Chia cho 4C 37C. Đó. Rồi xong. Rồi câu làm có 10 giây rồi. Trừ nó cho mà 60 phút là bởi còn hơi nhiều. Rồi 4197. 4179 được chưa mọi người ơi? Được không mọi người? Ủa thầy số 12 đâu ra thầy? 12 nè. À dạ rồi. Không, giống như thầy ghi trên máy thì hơi khó nhìn, giống như đầu tiên là C25 nhân cho C12 thì Thanh Thi mới nói là 25 cộng 12 á, là nó ra 37 nè. Thầy gắn cái chỗ này với Thanh Thi mới gắn số 3 với số 1 nè, tổng hai số 3 cộng 1 là 4 nè. Cái 37 C4 này nè là không gian mẫu đó ha. Còn cái này là thầy gọi là B3, cái số 3 đầu tiên thì gọi là B3, có nghĩa là đang tính B3, còn nó hỏi số 2 là đang tính B2 á. Vậy nha. Dễ không? Cho không luôn ha.
cái câu này còn dễ nữa nè. Khi gặp chữ ít nhất, nhiều hơn, không quá, ít hơn gì đó, thì có nghĩa là bạn nghe danh là B0. Thì giải một cái sơ đồ ra để cho mọi người dễ hiểu. Tại vì nó nói chọn ngẫu nhiên 4 viên là nó có B0 cộng B1 cộng B2 cộng B3 cộng B4 bằng 1. Được không mọi người? Thầy giải cái khung sơ đồ ra. Ít nhất 1 là từ 1 trở lên, có nghĩa là nó hỏi B0 cộng B1, B2, B3, B4 cộng lại ra kết quả bằng bao nhiêu. Nếu mà mình bây giờ mình làm từng cái mình cộng lại thì có phải quá lâu không? Do đó là mình phải làm một cái bước gián tiếp là sử dụng cái biến cố đối. Là có nghĩa là khi gặp cái ít nhất 1 là 1 trừ đi B0. Mà 1 trừ đi B0 là cái gì anh Dũng? B0 là cái số đầu tiên là C0 đúng không anh Dũng? C0 rồi. Rồi, cái thằng còn lại C mấy? 1 trừ C4. À, đúng rồi, C4. Thì tại vì tổng cái số mũ nó luôn luôn phải 4, thằng này không thì thằng kia phải 4, thằng này 1 thì thằng kia phải 3. Rồi, 0 cộng 4 là ra nhiêu? 4 này. Rồi, gắn này vô 25 với 14. Rồi. Mà 25 cộng 14 là ra nhiêu? 39. Rồi xong. Rồi bạn Dũng bấm ra thấy nhiêu? Bạn Dũng bấm nhiều. Bấm được không? Đợi xíu nè em đang bấm này. Rồi. Thầy cũng bấm ké thằng Dũng luôn 1 trừ nè. Bấm phân số nè. Cái chỗ 25 C0 ấy, thì bạn nào làm biến nó ra 1 là biến bấm cũng được mà bây giờ bấm cũng được. Thầy dạy thì phải bấm cho mọi người coi chứ mọi người đi thi khỏi bấm cũng được. 25 C0 là ra 1, kết quả 1 khỏi bấm. Đúng không? Rồi đúng nghe. Rồi. Nhưng mà mọi người đừng làm theo bạn Dũng. Tại cái có cái mẹo. Cái mẹo là cái thấy chữ mà xác suất ít nhất 1 là chọn đáp án lớn nhất. Biết sao không? Tại vì cái ít nhất 1 là từ 1 trở lên là có nghĩa là nó cộng nguyên một cái vùng dài rất là dài. Mà cộng nhiều cái đáp số như vậy thì phải là đáp án lớn nhất. Muôn đời câu nào cũng vậy. Yên tâm, vô đi thi gặp 3 câu là cho không 3 câu. Alo mọi người kịp này không? Thầy nãy nói ít nhất, nhiều nhất nó cũng y chang hả thầy? Không, nhiều nhất chưa chắc. Nhiều nhất là chỉ né cái đáp án nào. Hồi nãy thầy có nói cái câu nào mà ở trong này nè. Dù câu 22 nè, em thấy không? Thấy câu 22 không? Ít nhất 1 nè. C0 với C4 nữa là sao vậy thầy? Dạ em xin lỗi chị. Để em kêu vợ em ấy liền. Alo, quay trở lại trận chiến. Thầy ơi, chị em hỏi cái C0 với C4 là sao vậy thầy?
Bài nào, bài nào? Cái bài vừa xong đó thầy. À, cái này. Tại đúng nghĩa là chọn ngẫu nhiên ra 4 viên, có nghĩa là không viên thuốc A là phải mình để mà mình đủ số lượng 4 thì có phải là 4 viên thuốc B không? Không viên A, 4 viên B. Dạ. Cái số mũ ở trên này là luôn tổng lại là phải bằng 4, tại vì nó quy định là chọn ngẫu nhiên ra 4 viên. Kịp kịp chưa? Dạ 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 dạ. Có nghĩa là nếu mà ông thầy dạy trên lớp, ông có khi ông bỏ cái này luôn. Ông chỉ cũng nhiều nè. Tại vì không hiểu. Thôi cái mẹo là ít cái mẫu. Rồi được chưa? Được chưa mọi người ơi? Dạ được thầy ơi. Bạn nào mới nói ta? Tên gì, tên gì? Em tên Phú thầy ơi. Rồi, con Phú trả lời cho thầy. Thầy ra đề khác. Cái đề vẫn vậy đó nhưng mà thầy hỏi nhiều nhất ba. Thì em làm sao? Nhiều nhất 3 là từ 3 trở lên hay là từ 3 trở xuống? Từ 3 trở xuống. Từ 3 trở xuống. Nhiều nhất là trở xuống mà ít nhất thì trở lên nghe nhớ nha. Vậy thì theo cái sơ đồ này là mình sao? Mình làm ngược lại là mình lấy 1 trừ đi cái phần B4. 1 trừ đi B4. Rồi, mà 1 trừ đi B4 là 1 trừ nhiêu? 1 trừ đi thì mấy? B4 thì cái số đầu tiên là số mấy? Số 4 này. 25. Rồi còn lại là số mấy? Số 0. Rồi. Rồi 4 cộng 0 là ra. Ra 4. Rồi giờ gắn 25 14 vô phải không? 25 14 là quá dễ rồi. 25 cộng 14 là mình nhớ 37 là mình đi luôn nha. Thuộc lòng câu trước. Rồi vậy thì làm. Đó, vậy xong rồi đó. Được chưa? Để câu này cũng có thi. Đi câu này luôn. Mọi người hiểu không? Cứ nhớ nhiều nhất ta thì lấy 1 trừ đi B4 thôi. Còn ít nhất 1 là 1 trừ B0. Mà 1 trừ B0 là đáp án lớn nhất. Chọn luôn, khỏi là làm mất công á. Để thời gian làm câu khác. Rồi, được chưa mọi người ơi? Xong dạng này đó. Xong rồi. Cái bài toán tổ hợp đó, chị em có gì đâu. Thấy không? Rồi, cái câu 35, 36, 37, 38, 39, 40 thì nó dễ ẹt là nó không có đổi. Mà thầy làm luôn chứ. Có đổi số mà thầy dịch tiếng Việt cho nhanh. Rồi thầy giảng gì cái này xong rồi. Rồi. Nó nói ship tỷ ý 5 bệnh nhân vào bao khoa. Thầy tưởng tượng ra là cái khoa là ba cái vòng tròn đi cho dễ rồi. Thôi. Thì khó hiểu quá. Rồi đợi thầy một giây thì thiết kế cái mô hình nha. Rồi, giả sử như cái khoa. Cái khoa thì thầy ghi là khoa A, khoa B và khoa C. Rồi được chưa? 5 bệnh nhân. Cái bệnh nhân á, bệnh nhân thì thầy ký hiệu là bệnh nhân số 1, bệnh nhân số 2, bệnh nhân số 3, bệnh nhân số 4, bệnh nhân số 5. Giờ ship tùy ý là có nghĩa là cái bệnh nhân này nó đi muốn đi phòng nào nó đi đúng không? Thì bệnh nhân số 1 có mấy lựa chọn vậy? Bạn Linh đâu rồi? Dạ. Yeah. Bệnh nhân số 1 là bây giờ có 3 khoa mà muốn đi tí là bệnh nhân số 1 có mấy lựa chọn? 3 sự lựa chọn. Rồi bệnh nhân số 2? 2 sự lựa chọn. Đây. Nó muốn đi đâu đi à?
3 sự lựa chọn luôn rồi thầy. Đúng, bệnh nhân số 3. Cũng 3 luôn. Bệnh nhân số 4. Cũng 3 luôn. Bệnh nhân số 5. Cũng 3 luôn rồi. Rồi, thực hiện 5 công việc liên tiếp mới hoàn thành là quy tắc nhân. 3 x 3 x 3 x 3 là 3 mũ 5. Rồi mà 3 mũ 5 thì 2 mũ 3. Rồi, hiểu bài không? Dạ. Ship có nghĩa là 5 bệnh nhân này đi tùy ý vào ba khoa, là muốn đi đâu nó đi, hả? Nó muốn lựa nào nó lựa bất kỳ, nó có thể đi ở đây cũng được, đi đây cũng được, đi đây cũng được, không ai cấm vào. Rồi vậy xong nghe. Cứ nhớ là tùy ý thì 243, nhiều nhất là 60, tùy ý 243. Rồi, tiếp nghe. Rồi, 36. Ủa, 35 chưa làm, 34 làm chưa? Trời, thầy bỏ sót rồi. Mọi người ơi. 34 chưa làm 35 mới ghê chứ. Đây, cái này nó khác nhau cái chỗ nào? Khác nhau cái chỗ nhiều nhất nè, thấy không? Thì cũng y chang vậy. Thầy cũng ghi là pha. Khoa A, khoa B, khoa C. Rồi, thôi bây giờ 5. Ủa, 5 khoa hả? Khoa D, khoa E là nói đủ 5 khoa. 3 bệnh nhân thì vẫn là bệnh nhân 1. Bệnh nhân 1. Bệnh nhân 2. Bệnh nhân 3. Được không? Thì bây giờ nó là sao cho có nhiều nhất một người trong một khoa. Nhiều nhất một là có nghĩa là bệnh nhân một mà đi vô khoa A rồi, thằng số 2 nó không đi vô khoa A được. Tại nó sẽ hơn hai người là không được. Nhiều nhất một là có nghĩa là một người hoặc không người trong cái khoa đó. Mọi người kịp không? Rồi vậy bệnh nhân một là có mấy sự lựa chọn. Rồi thầy tính mở danh sách thầy kêu mà xin thông rồi thôi. Rồi bệnh nhân 1 là có 5 sự lựa chọn. Rồi bệnh nhân 2. Đúng là không thể đi vô khoa A nữa, tại vì khoa A nó chứa một người là nhiều nhất một là thỏa mãn rồi. Thì nên là bệnh nhân 2 phải né khoa A. Rồi bệnh nhân 3. 3 sự lựa chọn. Rồi, vậy là 5 x 4 là nhiêu? 20, 20 x 3 60. Rồi, thành công. Còn này. Bây giờ học thuộc lòng giùm thầy luôn. Mẹo. Mình thấy cái chữ mà nhiều nhất á, thấy chữ nhiều nhất thì cứ 60. Thấy cái chữ tùy ý trong đề bài á thì 243. Được chưa? Là câu 34, 35 á, nhìn coi. Nó không đổi luôn, đề này không đổi hả thầy? Không, yên tâm. Y nguyên. Nhưng mà sợ nó không có thi thôi. Rồi, cái câu 36 rồi 8 C5 rồi xong. Câu này giống như cho không thì có gì đâu. 8 ship chia 5 bằng. Rồi, 56. Được chưa? Rồi, câu 38 thì làm luôn. 37 thì làm luôn. 37, 38 thì làm trong vòng một nốt nhạc cho mọi người. Rồi, câu 37. Ở đây nó nói có bao nhiêu số tự nhiên, có 3 chữ số lập từ 4 chữ số đã cho. Coi như 3 chữ số là coi như 3 cái gỗ đi. Đồng ý không? Nó hỏi là bây giờ cái gỗ thứ nhất là có khả năng là bỏ vô con số nào? Bỏ mấy con? Nó không có điều kiện ràng buộc gì chân là 4 con số. Cái gỗ thứ hai cũng không có điều kiện gì thì cái khả năng bỏ vô cũng là 4 lựa chọn nữa. Cái gỗ thứ ba cũng là 4 lựa chọn nữa. Về 4 mũ 3 là 64. Yeah. Còn cái chỗ này tập hợp này là có 4 con số mà chọn 3 chữ số khác nhau. Hồi chiều thầy có nói là cái gì mà 4B3 đó, mọi người nhớ không? Chỉnh hợp đó. Cái chữ mà khác nhau là mình bấm 4 ship chia 3. Ship nhân 3. 4 ship nhân 3 bằng 24.
âm lượng giảm 50%. Rồi rồi, được chưa, được chưa? Thầy, cái dấu nhân là chỉ phê rồi thầy. Là chỉnh hợp, còn cái tổ hợp là chữ chia. Dạ. Nhân với chia đó. Thầy dạy hết mùa xuân mà thầy quên nói cái vụ này. Có nghĩa là mình phân biệt tổ hợp với chỉnh hợp khi nào. Đó. Tổ hợp là dùng những cái bài toán mà liên quan đến con, dùng cái bài toán mà liên quan đến con người. Con người nè. Rồi đồ vật nè. Bông hoa, cây lá hẹ gì đó là coi như là tổ hợp hết. Còn cái bài toán, cái bài toán mà liên quan đến con số á, con số là lập một cái số khác nhau cái gì đó là chỉnh hợp. Được chưa? Phân biệt cơ bản là gì? Nhưng mà nói mình để hiểu khái niệm sâu xa là chỉnh hợp là nó, chỉnh hợp là nó không phân biệt thứ tự. Ủa? Có phân biệt thứ tự. Còn cái tổ hợp là những bài toán nào không phân biệt thứ tự. Tổ hợp là không phân biệt thứ tự. Được không mọi người ơi? Mà sao thầy Nghi nó ly thi ra cái câu này nè. Em cho thầy search cái Google một cái nữa nghe. Cái niệm tổ hợp. Thầy dán qua thầy sợ nó thi cái câu lý thuyết này quá. Quán nhìn như vậy chỉnh hợp tổ hợp nè. Cho thầy chụp hai cái công thức này thì đưa qua bên kia thì gửi vô nhóm cái đi ha. Ủa, chỉnh hợp với tổ hợp thôi. Còn quán gì gọi đi. Thầy sợ nó có cái khái niệm tổ hợp với chỉnh hợp. Nên thầy cho cái nhóm luôn. Và mình coi chơi. Có nghĩa là cái tổ hợp á, là không phân biệt thứ tự lần sau. Là ví dụ như chọn ra hai người, bạn Nam với bạn Hùng đi trực nhật đi, thì bạn Hùng với bạn Nam hay bạn Nam với bạn Hùng thì cũng là một cặp thôi. Nhưng mà đối với chỉnh hợp á, bài toán con số, ví dụ như số 12 với số 21 á, thì nó có phân biệt thứ tự. Nên là mình coi như là hai cách, 12 với 21 là mình có phân biệt rõ ràng. Được không? Rồi, vậy nghe. Câu 39. Có nghĩa cái câu 39 là dùng tổ hợp nhưng mà thầy dịch tiếng Việt như vậy. Ở đây nó có chữ nhóm là đoán nhỏ nhất nè, thấy 4 không? Là có nghĩa là mình phải liệt kê ra nó hỏi có bao nhiêu nhóm, có ba chữ số khác nhau. Nhóm là có nghĩa là tập hợp á, ví dụ như đầu tiên là mình kể là 1 2 4 nè. Rồi 1 3 4 nè. Rồi hết rồi phải không? Rồi tới 2 3 4 nè. Rồi. Số mấy nữa? Số 1 2 3 có chưa? Được không mọi người? 1 2 3 1 2 4. Đó có phải là 4 nhóm không? Vậy là mình bấm nếu mình bấm là mình bấm 4 C3 để ra bằng 4 là mình chọn được cái này là tổ hợp. Đó mọi người ơi. Chỉnh hợp là ấn tay à thầy? Chỉnh hợp là bấm shift nhân là bấm chữ B. Chữ B, chữ A gì cũng là chỉnh hợp á. Ủa thầy ơi. Ơi. Con có mấy bài con biết làm gửi thầy dễ con nha. Ai tên gì? Nhật Nam thầy. Rồi. Gửi đi thầy ảnh thầy chỉ. Còn không mình nói liền thì giải một miệng luôn cho. Bài đó là bài ở trong file này hay là ở đâu? Bài trên lớp phải không? Hình cái file hình như thầy hồi chiều thì mới gửi hay sao con cũng không biết. À, để con kiếm thì là con cũng nhớ. Rồi, thôi từ từ tới chắc nghe à. Kiếm đi. Thầy giờ cũng không có thời gian nhiều nữa, nhiều khi nó điện mà nhắn tin mà mình cái độ trễ của mình phải 4 ngày mình mới trả lời. Rồi.
Bây giờ ở đây mà ai mà biết quýnh bài thì mới làm bài này. Thầy cho em hỏi thầy. Ơi. C là chỉnh hợp hay là tổ hợp với thầy? Tổ, tổ, C tổ. Dạ, dạ, cảm ơn thầy ơi. Rồi, 40. Ở đây á, thầy dịch tiếng Việt cái chỗ này nè. Nó nói là nó có 3 cách làm, nhưng mà thầy chỉ cái cách đơn giản nhất đi. Thì hỏi xác suất rút được lá ách và là hoặc lá cơ. Thì bây giờ thì giải ba cách luôn mọi người, tại vì hồi mọi người gắng hiểu cái câu này nên còn mấy câu như vậy nữa, nên là thì sẽ làm cái cách một trước. Bây giờ á, cái xác suất lá ách á, lá ách là mình tổng cái lá ách của mình trong cái bộ bài 52 lá là mình biết mấy lá ách không? 4 thầy. Ờ, 4/52 xác suất có 4 lá ách trên 52 lá. Được không mọi người? Còn lá cơ là mình có bao nhiêu lá gì chị Thi? 1 thầy. Trời, 13 lá cơ. Ủa? Bà dở rồi. Thì nó lá ách không? Rồi. Lá cơ là tổng lá cơ trong bộ bài là 13 lá. Thầy hỏi không rõ. Thầy xin lỗi. Rồi. Rồi bây giờ có nghĩa là bây giờ nó hỏi rút một lá bài mà hỏi xác suất rút được lá ách hoặc lá cơ á, thì thầy lấy 1 trừ đi xác suất mà không phải lá ách hoặc không phải lá cơ, là lấy 1 trừ đi không phải lá ách hoặc lá cơ, thì có nghĩa là để xảy ra lá ách lá cơ. Là 1 trừ đi không phải lá ách là nhiêu? 48 lá đúng không? Được không mọi người? Không phải lá cơ là có nghĩa là thầy đang thực hiện cái này là A1 nè, còn cái này là A2 nè. Thì thầy đang thực hiện cái công thức là lấy 1 trừ A1 ngang A2 ngang đó mọi người ơi. Thì nó ra đáp số. Mà mình cái câu này, cái bộ bài nó đâu có đổi số được. Mình thấy lá ách là 4 lá, còn lá cơ là 13 lá, là 4 là 13 rồi, xong. Được chưa mọi người ơi? Được thầy. Nhưng thầy biết là 4 là 13 là em làm được, nhưng mà thầy muốn dạy cái bài ở trên lớp này cho mọi người để hiểu người ta, mình làm được cái câu khác. Nó còn 3 câu nữa, 3 câu này nâng cao là trong cái bộ đề của thầy không có, nhưng mình đi thi có. Cái câu này đề trường nó giống rồi. Thầy muốn mọi người điểm A nên thầy phải luyện cho mọi người câu này. Mọi người đợi thầy một giây đi nha. Nó hơi khó khăn thầy biết, nhưng mà mọi người gắng đi. Có nghĩa là cái bữa đầu tiên mà đi vô học, ông thầy cũng nói cái gì mà biến cố chắc chắn, người biến cố không thể gì nữa, nói dơ 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 đó. Nhưng mà mình học cái này nè. Đó, em chỉ cần xác suất, em chỉ cần nắm cho thầy được cái biến cố này thôi là ok, biến cố tổng là sao? Biến cố tổng là sao? Biến cố C được gọi là tổng có hai biến cố. Biến cố C xảy ra khi ít nhất một trong hai biến cố thành phần xảy ra. Được không mọi người? Ít nhất một trong hai biến cố thành phần xảy ra là sao? Nè. Ít nhất một là có nghĩa là xảy ra nói chung là xảy ra biến cố này hoặc biến cố kia hoặc cả hai. Thì khi gặp ít nhất một trong hai biến cố thành phần xảy ra là có nghĩa là biến cố A hoặc biến cố B hoặc là cả hai. Thì người ta sẽ sử dụng cái công thức cộng. Thì hồi nãy thầy nói là A1 của thầy là 4/52. Còn cái A2 á, cái A2 đó là 13/52. Thầy sử dụng cái công thức cộng mà độc lập mà ông thầy hay nói á, là đầu tiên á, có cần ghi công thức đó không? Là cái công thức đó là gì nè? A1 cộng A2 trừ cho A1 nhân A2. Và cái công thức này như là thầy có gắn ở cuối cuốn sách rồi gì đó. Thầy kéo hẹn này nè xuống dưới. Thầy. Nè nè thấy không?
thấy không? BA1 cộng BA2 chính là BA1 cộng BA2 trừ A1 qua 2. Là cái cách này là cách 2. Rồi vậy thầy gắn số vô nha. 4 phần 52 cộng cho 13 phần 52 trừ cho hai đứa đó nhân nhau. Đó, ra 43 triệu cho mọi người ơi. Rồi, được chưa? Sao không còn ai lên tiếng trên ta? Dạ, thầy. Không còn ai mà lên tiếng gì được, dạ, dạ được thầy ơi. Rồi đại diện với thầy một người bật mic đi, thầy hỏi trả lời mình cái biết đường là biết hiểu hay không. Còn thầy im lặng là mặc định hiểu nha. Ra bài tương tự thôi. Hết bài tương tự rồi. Có bộ bài một rồi đâu có ra được nữa. Ơ về đi. Trễ quá rồi về đi. Cái câu 40 là nó chỉ có câu 41 này thầy ra đề khác cho. Là đi thi có một câu gì mà nó giống rồi. Ác ghê lắm. Câu này thầy nói với em nếu mà ra cái câu dạng đó là không ai làm được. Để thì đệ tử ruột có thể mới làm được thôi. Cái chỗ mà A sạc B là gọi là xác suất có điều kiện nè. Thầy giải thích cái chỗ này. A sạc B là có nghĩa là xác suất của A khi biến cố B đã xảy ra rồi. Thì cho thầy dạy là lý thuyết chút xíu. Cái này nó hơi khó khăn chút xíu mà có gì chứ á. Nói chung là dịch tiếng Việt chút xíu hiểu. Đâu mất tiêu. Thôi bây giờ thì dịch tiếng Việt như này nè. Có nghĩa là B của A nè sạc B. Có nghĩa là dịch tiếng Việt ra là gì? Ở đây có bạn nào tên Trang không? Dạ có em thầy. Thầy thu học phí em cao quán chịu nha. Rồi, xác suất của A khi B đã xác suất của A khi B đã xảy ra rồi. Có nghĩa là cái biến cố này là biến cố làm sao? Biến cố này gọi là biến cố tùy ý thì nó mới có cái này. Còn A và B là biến cố độc lập thì không có. Thì dịch cái chỗ này B A sạc B thì nó sẽ bằng là BA luôn. Lý do tại sao là có nghĩa là độc lập. Biến cố A và biến cố B là hai biến cố độc lập. Độc lập là có nghĩa là không ảnh hưởng đến kết quả của nhau. Thì cái BA này là BA sạc B này bằng BA luôn. Còn ảnh hưởng, còn biến cố tùy ý là nó ảnh hưởng đến nhau. Giống như là cái chuồng gà A mà chạy qua chuồng gà B thì làm cho cái số lượng trong cái chuồng gà nó tăng lên thì có nghĩa là ảnh hưởng thì có nghĩa là người ta sử dụng xác suất có điều kiện, mà xác suất có điều kiện này ký hiệu là cái chữ A sạc B này. Rồi thầy đang dạy lý thuyết xong rồi đó, thầy quay qua cái bài bên đây, nó cho BA là 0,2, BB là 0,4 mà A và B độc lập, A và B độc lập có nghĩa là A sạc B này nó bằng BA luôn. Mà em thấy cái lý thuyết rõ ràng là độc lập đây không? Vậy thì cuối cùng là mình thấy cái mệnh đề là mệnh đề đúng không? Tại vì ở đây nó có cho 0,2 sẵn rồi mà tự nhiên chế xuống đây 0,8 mình thấy tào lao không? Được không mọi người ơi? Chưa hiểu lắm thầy. Thầy nói tiếng Việt là có nghĩa là A và B độc lập thì hai đứa này bằng nhau. Còn nếu mà A và B tùy ý thì hai đứa này sao? Khác nhau. Đại loại vậy đó. Được chưa? Cái này là độc lập nên là hai đứa này phải bằng nhau. Bằng nhau thì phân có ai. Rồi gì chịu chưa? Chứ còn 0,4 rồi đại loại. Nó chế đề tào lao thôi chứ ở đâu ra.
cái này nữa hả? Ấy nói đố ống đê thầy. Rồi thì dịch tiếng Việt cái gì nè? Có nghĩa là có công thức như vậy: BA nhân cho PB. Nè thầy ghi lại nghe. Cái bài này gọi là công thức các sức nhân có điều kiện ở trên lớp mình học á, BA cho B á, thì nó là bằng BA thầy ghi ngược rồi để mọi người hơi khó hiểu nữa, mình thầy chế theo đúng luôn nè. Ví dụ như công thức nhân này đi, phê B nhân A đi thì phẳng bằng phê B rồi nhân cho phê của B của A trên B. Mình có thấy công thức này lần nào chưa? Công thức này gọi là công thức xác suất nhân có điều kiện khi biến cố này là biến cố tùy ý. Còn nếu mà biến cố độc lập á thì phê B mà nhân A nè thì nó phải bằng, nó tách ra là bằng phê B nhân cho phê A luôn. Nó không có cái dấu sẹt ở dưới tại vì hai cái đứa này bằng nhau rồi. Bây giờ thầy dịch tiếng Việt nè. Bây giờ phê B mà nhân phê A B là em nhìn nè. Nhưng mà tại vì cái đề bài nó cần tìm là cái chỗ A sạch B này nè, là mình đang tìm cái này nè. Phê A B nhân B B là 0.8 mà thằng này nhiêu? Thôi trời ơi, cái này lý thuyết không có đâu có cần tính gì đâu, có công quá. Chút xíu thầy đưa cái đề đi cho tính cho khỏe. Rồi rồi xong được chưa, công này tôi đổi đề là được chưa? Lý do là độc lập nên là hai cái đứa này bằng nhau, bằng nhau thì lý thuyết chọn câu A. Dạ chị thầy. Rồi vậy đi nè, là lý do là cái này nó có chữ độc lập nên là bằng nhau, độc lập thì bằng nhau thôi chọn qua. Để thầy vô ngân hàng đề cái của đề. Thầy bỏ mắt rồi, đợi chút thêm kiếm nha. Chúng đâu? Đợi chút xíu nha. Nhớ thầy cho mấy đứa mà thầy không biết làm đâu. Kiếm ra chưa? Thầy ơi. Hả? Thầy không cho nhóm em gì hết trơn hả? Trời ơi, nãy cho con khúc rồi đó. Thì cho nhóm nào á, nhóm em của Diễm không có gì trơn thầy. Gì hả? Cuối giờ nhắc thầy thì chuyển qua. Chết rồi, mất rồi. Cái này mình học mấy buổi lận thầy? Hả? Học lấy điểm A hay là học bao đậu? Dạ lấy điểm A thầy. Lấy điểm A 3 buổi. Thôi thầy nhớ cái đề trong đầu thì suy luận lên cho mọi người mệt quá. Có nghĩa là nói gì nè, cái đề nó cũng cho y chang gì nè, nó cho BA và BB. Rồi nó hỏi là BA nhân cho BB là độc lập hay tùy ý, chỉ vậy thôi. Thôi chút đi mai thì kiếm đề thì chụp lên. Đáp án là biến cố tùy ý á. Mai này thì kiếm đề thì chụp lên. Chắc nằm đâu đó rồi thì bây giờ quất nó kiếm ra. Là mình muốn làm được hai cái câu này là mình coi kỹ lý thuyết này là mình điểm tuyệt đối nè.
ở trang cuối cũng thể tài liệu thì đưa thì chọn tay là thấy không nè, độc lập thì hai cái này bằng nhau, còn cái biến cố tùy ý thì mình phải có cái sẹt 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 nó làm sao nè. Rồi vậy quay lại vấn đề nghe, biết ăn nhiêu rồi? 41 thầy. Ôi chà, 41 rồi, 42. Cái mẹo cái này chạy bằng xem ít nhất nè, thấy không? Cái bài thấy cái chữ dòng cuối cùng xem ít nhất là mình lấy số thứ nhất cộng số thứ hai trừ số thứ ba. Theo nói chung dạy theo cái định nghĩa sách đi cho dễ. Rồi hồi nãy nó biến cố tổng là gì, hồi nãy thầy có khái niệm cái biến cố tổng á, biến cố tổng á là mà mình sử dụng khi nào, khi ít nhất một trong hai biến cố xảy ra. Đó thì cái công thức đó hồi nãy là thầy có ghi là a cộng b rồi trừ cho ab á, mà thầy nó ghi a một a hai gì đó, nhưng mà bây giờ thì cái chỗ này nè, thì cái chỗ mà người xem tv á, thầy ký hiệu là a, người xem phim Mỹ á, tv Hàn Quốc á, xem phim Hàn Quốc là a, còn xem phim Mỹ là b, còn xem cả hai là ab đó. Thì mình lấy số thứ nhất cộng số thứ hai trừ số thứ ba nè, và lấy 45 cộng 25 trừ 10. Được không mọi người ơi? Cái đơn vị phần trăm thì nữa đi thi là cái số này nó đổi lại thành 0 phẩy mấy, 0 phẩy mấy, 0 phẩy mấy á, chứ không phải là số đẹp vậy. Rồi được chưa? Được rồi. Nhưng mà cái đề nó cũng y chang vậy, nhưng mà cái bài này là công ty quảng cáo. Nhớ cái gì quảng cáo, quảng cáo là hồi nãy a cộng b trừ số nhất, nhưng mà cái này khác hơn, lấy a cộng b trừ hai lần ab. Rồi được chưa? Mà a là nhiêu? A là 30 cộng b là nhiêu? 50 trừ cho hai lần ab, hai lần ab là cái cả hai này nè, là 2 × 25, thì kết quả nó còn 30% không mấy bà. Cái mẹ cái công thức vậy đó. Alo Trang đâu rồi? Dạ em nè thầy. Bây giờ em trả lời cho thầy biết là a cộng b trừ 2ab là tại sao có công thức này, mà nếu trả lời đúng thì miễn học phí cho. Thầy nhiều lắm đó. Hả? Thì sao có công thức này? Học trên lớp rồi đó. Này học trên lớp rồi mà. Lâu quá em quên rồi thầy. Vậy là không chịu lấy học phí phải không? Không chịu thì thôi thì giải à. Dạ. Rồi, dịch tiếng Việt có nghĩa là cái con A á. Con A thì mình tách ra là, tại vì nó nói nè, sẵn không đồng thời qua hai phương tiện trên. Không đồng thời là có nghĩa là chỉ một phương tiện á. Thì gặp nhau mày. Đợi thầy là bôi của gom mày. Mình biết là cái thằng A thì tách ra là AB ngang cộng AB được không? Có nghĩa là rút A ra làm nhân tử chung thì ở trong B cộng B ngang là nó quầy. Thằng B á, thằng B thì nó cũng thầy ghi AB hai lần. Thì có nghĩa là thầy gạch B, cái gạch A. Đó mọi người thấy không? Bây giờ nó nói là không đồng thời qua hai phương tiện trên, là có nghĩa là
mình hiểu là chỉ một phương tiện, chỉ một phương tiện, chỉ một phương tiện là có nghĩa là nó đang hỏi cái cụm này nè, nó đang hỏi cái cụm mà chỉ một là có nghĩa là nó hỏi này nè, bằng nhiêu, thì có nghĩa là mình cộng hai vế lại thì có phải là nó sẽ lòi ra là a cộng b trừ hai lần ab không? Kịp không mọi người? Tại thằng ở trên là có nghĩa là nó là thằng ở trên là ab ngang của mình là bằng a trừ trừ ab, cái thằng dưới là a ngang b thì nó là bằng b trừ ab, cộng cái hai vế lại thì ab gặp ab là thành hai ab, còn này a cộng b, được chưa mọi người ơi? Khoan, hiểu không vậy Trang? Hả? Dạ hiểu rồi. Rồi còn không hiểu thì vẽ sơ đồ Venn nè. Có nghĩa là bây giờ ở trên lớp, ví dụ như mình học sơ đồ Venn cả hai là 25, thì giờ tiếng Việt câu này cái nữa đi, cả hai là 25 thì ở đây báo chí là nó cho 30, thì mình hiểu là báo chí là nó chỉ còn 5 thôi. Bên đây là báo chí nè, 5 cộng 25 là nó ra mới 3 ra 30 nè. Còn cái chỗ mà xem TV là nhiêu? 50%. Mà cái ở giữa này là 25 rồi thì còn 25. Vậy thì có nghĩa là nó hỏi là chỉ một phương tiện trên. Chỉ một là sao? Chỉ một là bỏ cái phần cả hai ra. Cái phần chung này chính là phần cả hai nè. Chỉ một là có nghĩa là chỉ báo chí hoặc là chỉ TV. Thì báo chí là 5, TV là 25, thì tổng lại là ra 30. 30 là 0,3. Kịp không? Uổng ghê luôn, học phí gì mà uổng ghê luôn. Uổng thiệt luôn. Ủa Hiền Trang, cái bài này nãy phải không? Nếu vẽ sơ đồ Venn, tại vì nó nói là 42 nè, người xem TV ở đây cả hai là 10, cả hai là 10 mà phim Hàn Quốc thì dịch tiếng Việt Hàn Quốc ở đây đi, Hàn Quốc là 45, là Hàn Quốc thì cái chỗ này là 35 được không? Còn cái chỗ mà Mỹ á, Mỹ bên đây, Mỹ là 10, cái phần chung là 10 thì còn lại là 15 được không? Nó hỏi tỷ lệ xem ít nhất một là có nghĩa là cái này hoặc cái kia hoặc cả hai, nói chung là Hàn Quốc cũng được mà Mỹ cũng được hoặc cả hai cũng được, thì có nghĩa là mình tổng lại hết trơn ba phần này, 35 cộng 10 là 45, 45 cộng 10 là 5, là 60. Kịp không hiểu không? Lộn nữa thầy cái 10 này là 10 cái nám thôi nhá, bên kia 40 rồi bên kia 20 nhá. Cái chung là 10 thì cái còn lại là 15 thì nó mới ra được là Mỹ là 25. Thay còn lại bảo đảm thì còn 15 với 50 chứ mấy. Phải trừ ra 10 đúng không thầy? Tại vì có 10 chung đúng không thầy? Không, phải cộng 3 cái lại, cộng 3 cái đó lại chứ. 35 cộng với 15 là ra nhiêu? 50. 50 cộng 10. Xem ít nhất một là với cộng ba cái lại, là có thể là xem một hoặc là xem cả hai luôn đấy, là mười ít cả hai. Hồi nãy thầy có nói là ít nhất một là sử dụng biến cố tổng là ít nhất một trong hai biến cố xảy ra, hoặc là coi như là cái này hoặc cái kia hoặc cả hai. Thầy có khái niệm là biến cố tổng, lần đầu tiên thầy nói là khi mình học xác suất là biến cố tổng thì mình phải hiểu biến cố tổng là gì, là cái này hoặc cái kia hoặc cả hai nè. Mình phải nắm được cái khái niệm nè, tổng của hai biến cố là gì. Đó. Dạ rồi thầy, được rồi thầy. Rồi. Rồi được khen. Giải theo cái kiểu trên lớp thì nó hơi quán não nữa. Nãy cái vụ sơ đồ Venn là thầy giải trên lớp á. Thầy, chứ câu 42 nó giải giống nãy thầy không được rồi thầy. A cộng B trừ AB không được à? Được.
Tại vì thầy muốn nâng cao dân trang đừng lấy ma đó chứ. Thôi làm gì đi thầy ơi, đứng ai. Để chơi thôi, chọc trang đó, chứ giải sao không được. Rồi nó cho cái công coi như thấy chữ ít nhất thì mình lấy A cộng B trừ C đi. Số thứ nhất cộng số thứ hai trừ số thứ ba. Còn thấy cái chỗ mà đồng thời nè. Thì số thứ nhất cộng số thứ hai trừ hai lần số thứ ba. Rồi xong. Qua qua nha. Thấy cái câu mà có chữ lô hàng đáp án có số 9 của anh. Thấy có ba lô hàng không? Mà lỡ như bây giờ cái câu A cũng có số 9 mà câu C cũng có số 9 thì sao? Đáp án có nhiều số 9 của anh. Nè, rồi có ba câu thì nó ra câu trong ba câu này. Được chưa? Ai cần liên hệ bài giải thì giải cho. Giờ tạm thời vậy đi. Có ba lô hàng thì đáp án có số 9 thì khoanh. Lỡ như câu nào có hai đáp án số 9 thì đáp án nào nhiều số 9 hơn thì khoanh. Được nha. Được nha mọi người. Bài chuồng gà này sao thôi? Cái đáp án nó có đủ không thầy? Hả? Cái đáp án, mấy đáp án nó có đổi không ạ? Không. Dạ không thì nhớ luôn đáp án luôn. Ôi. Buổi thứ ba là thầy sẽ chốt lại những câu nào khó và khán giả yêu cầu câu nào thầy giải quyết hết. Yên tâm. Cái môn này thầy chuyên gia giải đề mướn mà em. Đại học Hồng Bàng, Đại học Trà Vinh, Đại học ở đâu tuyển sinh cao học, đắp gì ở Tây Nguyên Việt Nam thì cứ kiếm về thầy không. Em tưởng buổi thứ ba là thì chốt cái đề của ngày 15 thi luôn. Nãy gửi rồi đó. Trời đang quay phim luôn á. Giờ ấn tí cho anh đỡ buồn ngủ thầy ơi. Đang quay phim up lên nguyên cái Việt Nam này coi đó trời. Chết à, đề đâu mà ra. Chết chắc luôn. Rồi. Bây giờ có hai chuồng gà. Cho thầy dịch tiếng Việt như vậy cho dễ hiểu. Cái chuồng một nè. Giác này mà học mấy câu này là hơi bị gắt, gắt não luôn á. Chuồng một là 10 trống và 8 mái. Rồi, cái chuồng hai. Chuồng hai là 12 trống 10 mái. Rồi. Có hai con gà chạy từ chuồng 1 sang chuồng 2. Sau đó hai con gà chạy ra từ chuồng 2. Rồi nó nói nè, xác suất hai con gà tại chuồng chạy từ chuồng 1 sang chuồng 2 là hai con gà trống. Mình để ý cái dòng cuối nè. Hai con gà chạy từ chuồng 1 sang chuồng 2 là hai con trống. Vậy hai con trống là mình là xe máy gì chị Thi? À, thưa thầy là xe 12. Gắn số 2 bên nào? Dạ, bên đây hay bên đây? Bên này số mấy? Dạ số 0. Đúng rồi. Không nhân mẫu là nhiêu? 2 cộng 0 là mấy? 0, 2, 2, 18. Đúng đúng, hiểu bài đó. Ngon ngon. Nhưng mà bây giờ hai con trống mà chạy vô chuồng 2 thì làm cho cái số lượng chuồng gà ở chuồng 2 nó tăng lên 2 con. Là cái bài này xác suất có điều kiện đó. Mà hai con nó là thành mấy trống rồi? 14 trống. Rồi, vậy thì lúc này nó lại tiếp tục nó hỏi nè. Và hai con gà chạy từ chuồng 2 cũng là hai con trống. Vậy là xe máy nhân xe máy. À, xe máy. Xe 12. Sai, xe 14. 14, 2. Ờ. Ừ. 42. Này nhiêu? 24 rồi. Dạ. Cái công thức mà bạn Trang mà đi học ở trên lớp á nó gì nè. Tại vì cái kết quả nó ảnh hưởng đến nhau thì mình đang học cái đề là mình đang học là cái gọi này gọi là xác suất có điều kiện. Đó trình bày ở trên lớp là gì nè. Thì đầu tiên là cái BA của mình nó ra là cái công thức BA của mình là cái này. Còn nó hỏi BB trên A là sao? Là xác suất của B khi A xảy ra rồi
là có nghĩa là khi A là có nghĩa là hai con gà trống chạy vô chuồng 2 để làm cho cái chuồng 2 cái số lượng con gà trống nó tăng lên là 14 con. Rồi sau nó mới chạy ra thì có nghĩa là cái công thức này nè. Thì cái kết quả này mình gắn vô đây. Rồi kết quả này mình gắn vô đây thì mình hai số nhân lại để ra. Bấm đi mọi người ơi. Bấm đi câu khống chế điểm 10 không đó. Bấm đi. Còn không thì nếu mà thầy chỉ cái bí quyết cuối cùng nè. Bây giờ gặp cái câu nào khó là chọn đáp án có số 9. Nhớ nghe. Alo. Dạ dạ nghe thầy ơi. Câu nào mà khó chọn đáp án lớn có số 9. Còn cái câu nào mà mình có là học rồi mà mình quên là đáp án lớn nhì. Còn cái câu ít nhất một là đáp án lớn nhất. Không thiệt. Ý là trong tất cả các bốn đáp án không có số 9 thì mình sẽ chọn đáp án thứ nhì. Tất nhiên là có số 9. Đáp án có số 9 thì chọn đi nghe chăng à. Thầy thấy nguyên hôm đề là gì đó. Thiệt lòng luôn á. Chứ không gạt đâu nghe. À, mình cộng hay là nhân giữa hai cái C10 của hai với lại này thầy cái mà là lần nữa lấy kết quả này cạnh, lấy kết quả này mình nhân với kết quả này. Dạ là không mất tiêu rồi đâu rồi à nó chạy ăn chuột thầy cũng bị mờ mắt rồi nay làm ca có xuyên suốt bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Thức đêm nhiều quá. Thấy nói lại cái bị kịp tròn đáp án lớn với đáp án nhỏ cái thấy. Mà sao bài này hiểu không? Thằng đôi nhưng mà tròn vẫn chắc lỡ không biết thiếu nên lui chứ. Mấy cái bài chuồng gà này là không có đổi số được đâu. Thi vô người bèn. Thuộc lòng cũng được. Mấy bài chuồng gà này là nhớ số 9 luôn này. Số 9. Hồi nãy cái ba lô hàng là số 9 thấy không? Nhớ chưa? Mấy cái bài cứ có số 9 là chồng không mày? Hả? Cứ bài nào có số 9 là chồng đúng không mày? Nè, có ba lô hàng là thấy đáp án 2, 7, 9, 5 không? Em nhìn cái bốn đáp án rồi. Hay là thầy giải ba câu ba lô hàng này rồi mình xong mình nghỉ. Hả? Nè nhìn coi câu nào không quan tâm với đề luôn á. Bởi vì thầy nói em là cái đề là thầy đã làm 11 phút xong rồi, không tới 15 phút nữa. Thầy canh giờ luôn á. Em biết sao không? Hồi xưa hồi năm đó, chắc năm 2012 quá, bên Dược nó thi, lúc đó thầy đã, giống như thi ca này ca kia thầy đang giải. Mình đang dạy học cái tự nhiên có giống như ổng hàng ngày ổng có số Zalo của mình, ổng tự nhiên ổng nhắn đề ảnh ném nó cái gì ta. Thầy móc NF, thầy nói thôi nhóm ra chơi chút xíu đi để thầy giải quyết chuyện. Cái này mới canh giờ. Trời, dạy thiếu 11 phút xong. Xong đề luôn. Lạ lắm. Cái này nhấp nháy. Rồi chưa? Nè cái câu này là bán ngang nghe. Rồi gì xong đó. Rồi không phải thôi mình nghĩ thì tại cái câu 48 với 49 50 này nè là đi thi 51, 52, 53, 54 là cái dạng này thi nhiều mà nó khống chế điểm 10 mình dễ bị quấn não lắm. 57, 58, 59, 60, 61, 62 là đi thi 63. 64, 65 là thầy nói với em là 64 là thi nhiều nhất là lúc nào cũng có chứ mà mình thường thường mình sai mấy câu này nè. Thầy muốn là mọi người tỉnh táo thì chỉ cái dạng này là bảo đảm ok. Học trò với thầy là mấy câu này là xác suất toàn phần không. Đây là dạng xác suất toàn phần trong xác suất thống kê, xác suất toàn phần với công thức bay. Là cái dạng khó nhất trong xác suất thống kê nhưng mà đối với thầy thì thấy nếu mà hiểu bài rồi thì nó dễ, không có gì trơn. Và yên tâm mấy bạn chính quy cứ yên tâm. Cứ chết đâu, thầy giảm đạp trên thị thi có gì đâu, có gì đâu. Rồi, không sao đâu. Có nghĩa là bây giờ thì thi thử với mọi người coi nha. Rồi bắt đầu chưa?
đầu tiên ví dụ xác suất sinh con trai là cái này thì chưa có dạy, nó nói sinh con trai là 0.514 á, mà tính được sinh đều là gái, tại vì xác suất trai là 0.514 thì xác suất gái của mình á, xác suất gái của mình là 0.486, mà ba con gái lần thứ nhất cũng là 0.486, lần thứ hai cũng là 0.486, lần thứ ba cũng là 0.486, nên là thầy mũ ba lên đó thì ra 0.114 là 1.5 thì làm tròn là con này. Được chưa? Nói trong một kỳ thi sinh viên mở thi phải 2 môn, xác suất để đạt ít nhất 1 môn, ít nhất 1 môn đáp án lớn nhất là lấy 1 trừ đi bù của 0.2 và bù của 0.3 là 1 trừ đi 0.2 nhân 0.7 là 0.86 thì chọn luôn. Đó, trong 5 phút được nhận được 5 cuộc gọi thì cái này là thì chưa có dạy. Thì có nghĩa là mình sao? Thì nó nói 5 phút thì nhận được 5 cuộc gọi. Mà là nó trong 1 giờ mà nhận được 5 cuộc gọi. Cho thầy dịch tiếng Việt cái cho mọi người cái câu này luôn cho nhanh nè. Sẵn thầy giải luôn đi. Thời gian làm thầy giảng cũng cần kịp. Nè, có nghĩa là nó nói gì nè. Ở đây nó nói là 1 giờ thì mình đổi ra là 60 phút nè. 61 rồi 81 cuộc gọi. Bây giờ ở đây nó nói là 5 phút á, thì mình tính ra được là A cuộc gọi. Là trung bình có A cuộc gọi. Thì cái con A này mình tính sao? Cái con A này là bằng 5 x 81 chia 60. Được chưa? 5 x 81 chia 60 thì thầy nhân nè. 5 x 81 chia 60. Đó. Thì nó ra là bằng 6.75. Nhưng mà cái công thức này gọi là công thức Poisson. Đó, ship mai thì chỉ liền. Ship len là E mũ trừ 6.75 là E mũ trừ A nè. Thì nhân cho A mũ X. A mũ X là 6.75. Đó, mình phải bấm máy như vậy nè. Thì mình đã chia cho X dây thừa. Dây thừa bấm ship, X nghịch đảo nè. Rồi thầy Khan nó hỏi là nhận được 5 hoặc có 5 gì là mình có Khan 5. Đó là ra 0.136 là thầy chọn được câu B được không? Rồi, cho thầy quay lại màn hình. Chọn câu B. Tiếp tục, tính xác suất ít hơn 2 khách trong 30 giây. Rồi là hồi nãy thầy có dạy công thức Bombay xanh rồi đó. Thì bước đầu tiên tìm A. 30 giây là thầy đổi ra 0.5 phút. Thầy lấy 0.5 nè. Thầy nhân cho 82 nè. Thầy chia cho 20. Thì nó ra là 2.05 là con A có thể tính được 2.05. Vậy là ở đây nó xác suất ít hơn 2. Ít hơn 2 là 0 với 1 á. Nên là mình phải xài cái dấu sum. Đó, đầu tiên là ship len là E mũ trừ 2, E mũ trừ A là A chữ mũ trừ 2.05 nhân cho A mũ X là có nghĩa là 2.05 mũ X. Cái công thức này mai thầy dạy. Yên tâm, cái dạng này thi cũng 3-4 câu. Chia X dây thừa. Rồi, thầy nhập cận dưới. Tại ít hơn 2 là 0 với 1. Đó, thầy bằng. Lại ra 0.392. 0.392 là nó bắn C. Rồi, một hộp 4 viên thuốc. Một hộp 4 viên thuốc. Mà ít nhất 1 là nó bắn lớn nhất. Nó bắn lớn nhất đâu? 0.98. Rồi, chọn luôn nha. Xong. Cái bài này thì thầy chưa có dạy. Mai thầy dạy luôn. Rồi, bây giờ thầy giải thử luôn cho mọi người coi. Coi như thầy dạy luôn nha. Mai thầy dạy lại. Thì ở đây nó nói dịch tiếng Việt ra là 11/2 là thì dịch tiếng Việt ra là 5.5. 5.5 mà nhỏ hơn y là có nghĩa là y thì nó là 3x cộng 4. Mà 3x cộng 4 nhỏ hơn 7 mình phải tìm cái chữ x. Đầu tiên là mình phải ba cái đứa này mình phải trừ cho 4, 5.5 mà trừ cho 4 thì còn 5.5 mà trừ cho 4 còn 1.5 được không? 1.5 nhỏ hơn 3x. Rồi 7 mà trừ cho 4 thì còn 3. Thầy thấy là nó ở giữa này nó dư số 3 nè. Thì lấy 3 đứa đều chia cho 3 hết. 1.5 mà chia cho 3 thì 0.5. 3x mà chia cho 3 thì còn x. 3 chia cho 3 thì được 1. Vậy cái cận của thầy là tích phân của mình là 0.5 đến 1. Vậy thầy bấm tích phân nè. Tích phân chạy từ của cái hàm gì? 4x mũ 3. Cái thầy chắc ăn cái đề này thi nè. Là nó ra là từ 0.5 đến 1. Thầy bấm bằng. Nó ra là 15/16 là 0.9375. Thầy quay lại cái đề. Thầy làm quá chậm đi. Thầy chọn cái B1. Đó, 0.935 xong.
tiếp tục cái đề ở đây thì dịch tiếng Việt luôn. Cái này dạng này phân phối chuẩn thêm 11 câu, mod 31 là vô cái chế độ STT thì mod 31 AC rồi này ha. Ở đây nó nói là phân phối chuẩn thì chưa dạy, mai thì dạy dạng này. Nó cho N 12, 12 là trung bình, còn 4 là cái phương sai. Mà muốn tìm độ lệch chuẩn là 4 là 2. Thì có nghĩa là đầu tiên là thầy ship 1, 5, 1 là ra chữ B. Cái cận lớn là 20, 20 chiều trung bình là 12 là còn 8. 8 chia cho độ lệch chuẩn là căn 4 là chia 2, 8 chia 2 trừ ship 1, 5, 1. Rồi 10 trừ 12 là còn âm 2. Âm 2 mà chia cho 2 là còn trừ 1. Thầy cứ bấm đi luôn thì thầy bằng. Đó ra 0.84131, 84131 là câu nào này, được chưa? Trong một kỳ thi trường chuyên gì đó, thấy trợ tổng điểm các môn thi cao hơn 15, cao hơn 15 là dạng phân phối chuẩn là áp dụng tích 1 trừ B. 1 trừ B là 1 trừ ship 151. Ở đây 15 mà trừ cho trung bình là 12 là còn 3. Độ lệch chuẩn là 5 thì 3 chia 5 rồi thì bấm bằng. Thì đáp số là 0.27425. Là đáp án gần nhất là 0.28, tại cái đề cương bị sai. Đây là đáp án gần nhất, đó xong. Ngày mai thì sẽ dạy cái dạng mà phân phối nhị thức Bernoulli. Thì phân phối nhị thức Bernoulli là cái công thức sao? Ở đây là nó có N là 10, B là 0.8 thì bấm 10 nè. Shift chia nè, alpha x nè, nhân cho 0.8 nè, mũ nè. Phải thoát ra cái chế độ bình thường mất 1 trước, 10 shift. 10 shift chia nè, alpha phải x nè, mũ nè. Nhân 0.8 nè, mũ x. Rồi bấm vào phải một cái, nhân 0.2. Mũ n trừ x là n là 10 á, 10 trừ x. Này mình mọi người hình như có học trên lớp rồi phải không? Ở đây nó tiêu là tính xác suất. Có 3 thì khan 3 thì bằng đó, thì ra 4 số 0 là 786, còn không bấm shift n 2 lần. Để trở về 10 mũ 0, mũ 0 là 0 4 số 0 này. Đây câu D. Được chưa? Có hai lô hàng, cái này thôi bỏ qua đi. Nó ra ba mọi người, không đổi số. Mai mấy cái này chỉ hết, này chính, này thuộc lòng không đổi, không đổi số. Rồi độ lịch chuẩn là nhiêu? Là bấm mình nhập liệu xong rồi mình bấm ship 144 rồi chiều thì chỉ á, thì ra 8.27 thì chọn luôn. Giá cổ phiếu lấy hai số nhân nhau. 0.78 nhân 0.45. Cái bài mà có cái giá cổ phiếu là lấy hai cái mẹo là lấy hai số nhân nhau. Đó. Hết đề. 0.36 chọn luôn. Bài mấy giây hả? Có bài nhiều, bài ít. Bài này nãy Thanh Thi làm nè. Đầu tiên bấm phân số nè. 25 shift chia 2 nhân 11 phải không? 11 shift chia 2 thì bấm bằng con chuột nó nên nó chậm mà nó mệt quá. 25 cộng 11 là nhiêu? 36 shift chia 4 bằng SD 0.28. Rồi, chọn vô tiếp tục. Đó, cái này là trung bình là có nghĩa là phân phối nhị thức. Mà phân phối nhị thức thì mình e mũ trừ a nhân a mũ x chia x cho thừa đó. Vậy là có nghĩa là ở đây mình thấy là có 2 phút nè, 64 xe là lấy số 2 này nhân số cuối chia số giữa. Rồi vậy đầu tiên là thầy tính nhanh cái con A là 2 nhân 64 chia 30. Đó thì nó ra cái con A là 4.26. Còn cái con có 6 này là hồi thầy khanh 6. Con bé 26 được không? Để đầu tiên là shift plan là E mũ trừ A là 2. Nãy ra nhiêu ta? 4.26. Rồi đầu tiên thì shift plan. Ship là N nè. 4.06 phải không? 4.26 rồi. 4.26 rồi. Ship land thì mệt quá. 4.26 nhân cho E mũ trừ A là 4 trừ 4.26. E mũ trừ A nè. Rồi nhân cho A mũ X là 4.26. A mũ X chia X cho thừa. Chia X cho thừa là mặc định, cái bài nào cũng vậy chứ. Yên tâm đi, cái tốc độ là nữa. Rồi nó hỏi tính xác suất có 6 thì thay khanh 6, tính xác suất có 5 thì khanh 5. Thì ra câu C, thì chọn câu C thì xong.
chiều cao nam giới trưởng thành gì đó là áp dụng phân phối nhận thức và phân phối chẩn. Thì đầu tiên cái câu này nó hơi khó, thì đầu tiên là nó cho n thì mình biết trung bình là 165, còn cái độ lực chẩn là căn 25 là gai 5. Ở đây là 195 nè, mà mình cái câu này là làm lâu dữ lắm luôn, làm rất là khó. 195 mà trừ 165 thì nó ra được là 30,5 nè, thấy không? Được không? Thì ở đây thầy làm cho mọi người coi. Đầu tiên là thầy dùng cái phân phối chuẩn, thầy làm là mod 31 thì AC nè. Nó ra cái bảng có TOT nè. Sau đó thầy bấm shift 151. Cái cận lớn là 195,5 trừ trung bình là ra 165, là ra 30,5. 195,5 trừ 165 là ra 30,5. Chia cho độ lịch chuẩn là chia cho 5. Độ lịch chuẩn là căn 25 là 5 á. Rồi trừ cho cái B thứ hai là shift 151. Rồi 164 mà trừ 165 là ra âm 1, âm 1 chia 5. Đó thầy bằng. Thì ra 0,57926. Thì cái còn lại là 0,042. Rồi vậy thì đầu tiên là thầy mod 1 thì thoát ra ngoài. Đó. Thì mới bấm nè, tại vì nó ít nhất 1 là thầy xài cái dấu này nè. Thầy bấm 5 shift chia x nè, rồi nhân cho cái b là 0,58 đi, mũ x 579 hồi nãy là làm 579 thì mình chọn 58 đi, rồi nhân 0,42 mũ n trừ x là 5 trừ x nè, thì bấm xuống là thầy nhập ít nhất 1 và từ 1 đến n 1 đến 5 thì bằng nè. Đó, làm hai cái bước như vậy thì nó mới ra được là 0,986 thôi. Thì chọn câu A. Cái bài nó tương đối khó, có là hết lâu. Cái bài này thì mai thì dạy nè, cũng tương đối là dễ thôi chứ không có gì khó chứ. Đây là mẫu những câu nữa chắc nghĩ quá. Câu cuối nha, câu hỏi là nam công nhân gấp 3 lần nữ công nhân, là có nghĩa là tỷ lệ là nam 3 nữ 1 đúng không, thì tổng số phần là 4 phần. Vậy thì dịch là cái tỷ lệ nam là 3/4, nam 3 phần nữ 1 phần thì tổng số phần là 4 phần, vậy nên tỷ lệ nam là 3/4. Còn cái tỷ lệ nữ á là 1/4. Được không? Mà ở đây nam thì nó tốt nghiệp là nó nói nam thì 20. Còn nữ thì 15 được không? Nó hỏi là chọn một ngẫu nhiên một công nhân xác suất để chọn được công nhân tốt nghiệp trung học phổ thông. Công nhân tốt nghiệp trung học phổ thông là nói chung. Nói chung là bao gồm công nhân nam và công nhân nữ luôn. Vì 1/4 là có nghĩa là thầy lấy 1/4 thì đổi 0,25 được không? Sẽ nhân cho 20% là 0,2 đó, cộng cho nữ là 1/4 là, ủa nam là 3/4 phải không? 3/4 là 0,75. Sẽ nhân cho 20% là 0,2, cộng cho nữ là 1/4 là 0,25. Sẽ nhân cho 15% là đổi ra là 0,15. Là ra công nhân mẫu đó, 3/16 thì chọn 0,185. Và chọn câu A. Alo mọi người, mọi người ơi. Nghe rồi. Rồi xong rồi đó. Rồi vậy thôi ha. Nghe thầy chọn. Vậy hôm nay mình học mấy giờ vậy thầy? Thầy chọn đại đi cái đi cho nhanh đi, giá cổ phiếu hay số nhân nghèo. Mai hả? À, mai mọi người muốn học sao? Chắc học buổi tối thầy ơi. 20 giờ phải không? Dạ. Thầy đoán là cỡ 1 buổi hoặc 2 buổi đó là mình ok à? Dạ, buổi tối đi thầy. Ban ngày em còn đang phải đi lại trực. Mình học 7 giờ thầy, giờ học 8 giờ cũng rẻ. Ủa tối mình có bài học mà. Tối mai có học môn gì rồi xong rồi kết thúc môn nó mới học. Mỗi mỗi cơ sở 1 đến 20 giờ mới xong hả? 8 giờ đi thầy ơi. Còn dư tới ba mấy phút. Thấy không? Thầy làm 10 câu nữa là hết trời. Đợi tí đi. Nó gây số điểm luôn, thầy cho cái phần mềm đó. Mọi người cứ lên đường link này, cứ mọi người test thôi. Ngày mai thầy dạy buổi nó là bảo đảm lên thi thử được rồi. Muốn tốc độ nhanh thì phải lên thi giống như thầy vậy đó. Rồi. 6 điểm. Rồi đậu. Được chưa? Dạ. Yeah.
nó có chấm điểm luôn, làm xong nó chấm điểm luôn, yên tâm. Xem đáp án nè, là sai câu nào nó nói rõ trơn luôn, được chưa? Cái câu mà đúng là nó có dấu tích nè, còn cái câu sai là nó có đỏ, thấy không? Đáp án là 88 nè, được chưa? Không, cái câu đúng, cái đáp án đúng của mình là ngay dấu tích, còn cái câu mình chọn là dấu đỏ là mình sai đó, thấy không? Cái chỗ này nè, kịp chưa mọi người? Dạ dạ. Bây giờ thì cái trình của mình là chưa làm được đâu, tại vì mình còn thiếu mấy dạng nữa mới xong, nên là thầy dạy khoảng nửa buổi ngày mai nữa là bảo đảm mình vô thi thử được. Thì cho đường link rồi đó, cứ yên tâm, môn này bao đậu. Vậy mai 8 giờ học hả thầy? Dạ.